Ok, chào tất cả các bác nhá. Hôm nay shop em tiếp tục lên một cái sản phẩm máy hút ẩm nhá. À, hàng nội địa Nhật nhá, Mitsubishi. Hàng đẹp nguyên bản các bác nhá. Đấy, hàng nguyên zin, không sơn không sửa luôn, không động chạm luôn. Đấy, cái máy rất là đẹp luôn. Đây, em đang quay thực tế sản phẩm. Ở bên em thì sẽ không có hình ảnh Photoshop, không có video chỉnh sửa mọi người nhá. Tại vì em sẽ dùng một chiếc iPhone thôi. Quay hình ảnh thực tế nhất. Thì thực ra Samsung nó lúc quay ảo hơn. Và không dùng app gì ở đây cả. Thì đây là con Mitsu 10 lít mọi người nhé, đây là mã của nó. Đây có hiển thị độ ẩm nhá. Nói chung là máy chạy rất là êm, dòng Mitsu thì các bác biết rồi, chạy êm. Đây gọi là Mitvap. Đấy, trước thì là nó gần như mới các bác nhé. Nguyên bản, nguyên zin, từ đầu đến chân luôn. Đây, em đang quay thực tế ở góc các góc cạnh. Chúng máy rất là đẹp mọi người nhé. Hôm nay có bánh xe và có quay sách. Lưới đây là đủ mọi người nhé. Đây các bác này. Chúng máy rất là mới luôn. Mới dàn lốc các thứ tương đối mới. Đấy, con này thì dùng được khoảng 35-40 mét vuông đổ lại mọi người nhé. Thì bác nào có nhu cầu về con máy này có thể để trực tiếp bên em nhé. Máy rất là đẹp luôn, đầu vụ hàng rất là đẹp.